Good morning, xin kính chào tất cả quý vị đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị một ngày thật vui vẻ, bình an và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Đầu tháng 12 rồi quý vị ơi, mưa tầm tã, ngày đầu tiên của tháng 12 là mưa tầm tã giống như cuộc đời con người vậy, như một dòng sông lúc vơi lúc đầy, nhưng mà chúng ta sống làm sao cho nó có cái tâm, cho có cái tình là được rồi, phải không quý vị ha? Vâng. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về gì đây? Sáng sớm không biết chia sẻ về gì. Thôi chia sẻ về cuộc sống bên Mỹ đi. Dạ vâng. Có nhiều bạn ở Việt Nam thì nói mình nên nói một chút xíu về chia sẻ về cuộc sống bên Mỹ. Đời sống Mỹ như thế nào, đi làm như thế nào. ok. Hôm nay thì chúng ta nói về ngành nail đi hả? Ngành nail là cái ngành mà người Việt Nam mình... kiếm đa số ở đây luôn đó vị, ở bên nước Mỹ này, ở 50 tiểu bang của Mỹ luôn, đi đâu cũng là làm nail, có nhiều người Việt rất là thành công. Vâng, và chúng ta phải dám nói một câu rằng là chưa có người địa phương nào hay là sắc tộc nào mà làm nail qua người Việt Nam. Ngày nail cũng làm cho nhiều người ăn nên làm ra, có tiệm, có tùng, có này có kia nọ, rồi mua nhà, mua xe, giúp đỡ Việt Nam. Thật sự ra ngày nay cũng dễ làm chủ lắm quý vị, chỉ cần hai vợ chồng đi làm một thời gian, để dành một số vốn, có dư một chút tiền, mấy chục ngàn cũng mở được một cái tiệm nail, 100 ngàn cũng mở một cái tiệm, nhiều cái tiệm lên tới 1 triệu, tùy theo cái khả năng của mình làm mà thôi. Mình thích làm nhỏ nhỏ, không có thuyền to sóng to thì nó khác, mình mướn một cái địa điểm nó lớn và nó to thì nó khác nữa. Vâng, thì đại khái là như vậy. Nhưng mà nói tóm lại là đa số người Việt mới qua đây cũng chọn cái nghề làm nail, làm cái kế mưu sinh để cho nó... tại vì học có mấy tháng là quý vị có cái bằng làm nail rồi. Ở bên Mỹ này nó khác hơn ở bên Việt Nam, là chúng ta cái gì cũng phải có cái bằng, lái xe cũng có bằng, ở Việt Nam cái gì cái đó thì vừa dĩ nhiên, nhưng mà học móng tay cũng phải có bằng, tóc cũng phải có bằng, rồi mình làm facial, có nghĩa là làm mặt đó quý vị, đó cũng phải có cái bằng, đa số cái gì cũng phải có cái bằng hết trơn á, nó tạo nên cái hiệu ứng là chuyên nghiệp, chứ không phải là lơ mơ. Cho nên nhiều người Việt mới qua Mỹ này chọn cái nghề nail, nó thư thả cái giờ giấc của mình, đi làm giờ nào cũng được và về giờ nào cũng được. Những người mà có con nhỏ thì có thể thời gian để rước con cái họ, đại khái là như vậy. Sự học nail chỉ có mấy tháng thôi và kiếm tiền cũng không cần tiếng Anh nữa. Với nhiều người mà không cần có biết tiếng Anh nhiều, để có cái bằng rồi thì ra làm tay chân nước. Tay chân nước giống như ở Việt Nam mình gọi là gì ta, ở bên Mỹ này gọi là pedicure không á, có nghĩa là làm chân cái tay chứ không phải là đắp bột chuyên môn. Ngành nail thì nó có như thế này, nó chia ra bột quá thì làm về đắp bột, làm bóng dài ra đó, còn một phần thì chỉ bộ phận chỉ làm tay chân nước thôi, nhúng nước làm chân giống như là ở Việt Nam mình lấy khóe rồi cắt móng rồi massage rồi sơn chân, còn cái bên kia thì họ làm móng tay dài ra và họ làm theo những cái mẫu design của khách chọn, nó đại khái là như vậy. Nhưng mà đa số người ta chọn cái làm tay chân nước nó nhiều hơn là cái làm tay móng dài, tại vì làm tay thì dễ bị khách phàn nàn, nhất là dân địa phương, dân bản địa đó, họ làm rồi họ giật dọc, họ complain, họ nói cái này không được, cái này cũng được, để biết chia quý vị, để được free ride, có nghĩa là để được free á, để không tính tiền á. Có nhiều cô cũng ác độc lắm. Cứ làm xong xuôi rồi cái giả bộ chê, giả bộ này kia nọ, cứ nói hoài giống đi mình á. Rồi cái người khách, người thợ đó bực mình quá, nói cho mày free á, cho mày luôn á, cho mày đi đi, để khỏi mất công cằn nhằn, khỏi mất công mà nói chuyện với nhau. Đại khái là như vậy. Làm tay chân nước thì nó dơ,
tại vì mình đụng chân với là người đụng tới cái chân người ta không có nhiều cái chân á, bỏ vô cái bồn ha là nó đen thui đen thủi luôn, nó rất là dơ. Có nhiều người thì kể lại cho mình nghe rằng là khi mà hai người đi làm chân vô cái vừa bỏ chân vô đang thui cái nước, cái người kia mới hỏi rằng ủa sao mày không rửa chân nhà hả, thì cái người này mới nói rằng là tao đi làm chân mà rửa chân nhà chi, vô đây cho tụi này rửa. Cho nên quý vị ở Việt Nam có thân nhân mình làm neo làm tay chân nước thì đại khái là như vậy, thì xài đồng tiền mà thân nhân mình gửi về để giúp đỡ thì cũng nên tiện tặng, hoặc là cũng biết cân nhắc một chút xíu, tại vì sống ở nơi đâu cũng vậy, em làm việc cũng cực khổ lắm các bạn, chứ không phải là ra ngoài đường hái rồi ra tiền, ra ngoài đường là cây nào là cũng có tiền hái, hoặc là công ăn việc làm dễ đâu. Nói dễ trong cái dễ nó cũng có những cái rất là khó. Nhiều khi mấy chị em phụ nữ á, là rớt nước mắt thay cơm luôn á, tại vì nó cũng trong cái tiệm nail nó cũng chia ra những cái bộ phận người này người kia, chẳng hạn như là ma mới ăn hiếp ma cũ, rồi cũng có những chị em về khóc lóc sướt mướt với chồng con, đại khái là trong tiệm ăn hiếp, hoặc là có nhiều người cũng lạ lắm ở người Việt Nam. Ở đây mình nói chung chung thôi ha, dĩ nhiên quý vị cũng biết đàn ông thì họ làm nail thì họ ít có nói chuyện, với lại họ không có nhiều chuyện. Phụ nữ á, thì nó khác. Thì mình nói đây là mình nói chung chung thôi nha, chứ mình không phải là gom đũa cả nắm. Thì có những người á, thì nó rất là bản tính nó kỳ cục lắm. Ví dụ rất là sân si, rất là phải nói là như thế nào là bịa chuyện đặt điều rồi xào xáo trong tiệm, đại khái là nhiều mình nghe nhiều người kể rất là quen lắm. Nghe bà xã mình kể cũng nhiều nhiều cái câu chuyện này nhiều khi lắm. Rồi bạn bè kể lại nữa, ở trong tiệm nhiều khi có nói không, không nói có, rồi đâm chọt với nhau để cho người này mất lòng với người kia, hoặc là mét thợ rồi mét cái chuyện mà không có đặt điều á, hay là mét với chủ chuyện không có cái ngồi lê la cái bắt đầu ế khách đó, cái gọi chủ giả bộ giống như ta đây là người quan tâm tới tiệm lắm, ta đây là cái người mà lúc nào cũng coi chừng tiệm này kia nọ cho chủ, nhưng thật ra những người này là những người mà thật lòng á, mà làm cho tiệm họ mình chúng ta dễ thấy lắm, dễ biết lắm, những người mà họ làm việc có tâm rồi họ quan tâm tới khách, họ quan tâm tới đồng nghiệp và không bao giờ có nói những sự gì để chia rẽ và thọc mạch. Còn những người mà luôn luôn thọc mạch là những người ơi già kinh hoàng lắm quý vị ơi. Ở chỗ này cũng có hai ba người này. Bây giờ mình lấy đại cái tên đi ha, tên trùng tên cũng không sao, tại vì tên tiếng Mỹ mà đâu có gì đâu. Như đại khái ở đây là có một cái cô, thôi mình lấy cái tên là mình không, đừng lấy tên Việt Nam người ta ra, nên mình nói thực tế, nhưng mà mình lấy cái tên Mỹ đi, dễ cho nó tránh đi. Tên là Kimberly đi. Đại khái là gì, tên người Mỹ mà nó không, không không trùng với tên Việt Nam. Thì rảnh rỗi á là đi thọc mạch, nói xấu người này nói xấu người kia, ngoài mặt á thì giả bộ là ta đây hiền lành lắm, mà trong thâm tâm giống như là miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà trong bụng là nguyên một bồ nhậu gâm luôn. Có nhiều cái nghe người ta kể lại hoặc là minh chứng rằng cô này là chuyên môn nói xấu chồng, kêu chồng bằng thằng này thằng kia thằng nọ không à. Tại vì được chồng ở Mỹ đem đem qua mà cưới đem qua đó, từ tối ngày cứ nói xấu chồng không, mà có con với chồng cũng hai ba người đó nghe. Rồi gặp trai nào mà mới vô tiệm làm á thì tại vì ông chồng thì nói là ngay ra nghe nói là ông cũng xấu tướng, không có được hoàn hảo mấy đó, cho nên tối ngày chơi chồng
Rồi ba cái chuyện mà chăn gối với chồng, với chồng đòi hỏi cũng đem vô tiệm kể. Tiền bạc thì xài riêng. Rồi rồi cái gì cũng đem vô tiệm kể hết. Gặp mày trai lạ, trai nào mà mới vô là tò tới giống như là dê người ta vậy. Than thân rồi trách phận. Rồi cũng tội cho ông chồng này thiệt, có một người vợ như vậy tối ngày cứ đi nói xấu mình. Chẳng những vậy mà có bồ ở Việt Nam nữa chứ. Trời đất ơi, có bạn trai ở Việt Nam. Rồi lâu lâu đi về Việt Nam thì chuyện gì đến thì được, cũng đến thôi quý vị ha, quý vị cũng được hiểu rồi đó. Nhưng mà có cái người ta không thích là như thế này. Đã đi nói xấu chồng mình ở trong tiệm, rồi còn có bồ ở Việt Nam thì cũng đi nói cho người ta nghe, rồi cái mấy cái chuyện mà này kia nọ đó, quý vị biết rồi, trai gái thì sao rồi đó, thì cũng đi nói người ta nghe. Tôi thấy đây là một cái sự khởi dại khi những người đàn bà mà được chồng ở Mỹ này cưới qua bên đây, có con với nhau rồi thì nếu mà chúng ta không thích nữa thì thôi nhau. Chứ mà cái kiểu mà không chung thủy đó quý vị, cứ đi đây chỗ này nói xấu chồng, đi chỗ kia nói xấu chồng nọ, thì mình thấy nó ghê tởm quá. Những người phụ nữ này họ, thứ nhất là họ không có chung thủy với chồng rồi. Thứ hai á, thì ở trong tiệm lúc nào cũng rảnh á, là đi nói xấu cả chồng mình mà còn dám nói xấu. Có nhiều cái chuyện nó quái quăm lắm. Giống như là chuyện ăn ngủ với chồng vậy, cũng lên trên tiệm này nói. Chẳng hạn như là nói là trời ơi, nó đòi mà tôi đâu có cho, vừa muốn lấy tiền hay rồi còn muốn lấy thể xác tôi nữa hả. Chẳng hạn như là quý vị biết không, chồng vợ bên đây nhiều khi có người xài tiền riêng đó quý vị. Chắc cô ta nói như vậy là hàng tháng cô ta đi làm, cô ta đưa cho chồng tiền nhà, việc ăn việc uống như thế nào vậy đó. Rồi chồng chi tiêu đại khái là như vậy, tại chồng lớn tuổi rồi, già cả ở nhà không có làm việc gì hết đó, là như vậy. Nhưng mà có chồng không có đi làm hay là bất lực gì cũng vậy, cũng không nên đi ra ngoài đi nói xấu chồng mình là như vậy. Những người phụ nữ như vậy thì mình thấy nó rất là ê chề, rất tội cho ông chồng ở nhà. Khi mà có một người vợ như vậy đúng là bất hạnh, đi ra ngoài đường tối ngày cái bêu riêu gia đình bên chồng, rồi nói xấu chồng như vậy, rồi lâu lâu cái đi về Việt Nam để cho giải lý cái giống như là gặp lại người xưa ở Việt Nam, rồi nó giải quyết vấn đề đó đó, đại khái là như vậy. Tôi thấy còn ở không á thì nịnh chủ, thọc cái này mét cái kia, rồi còn thở với nhau á thì tranh giành. Nhiều khi mánh mung lắm, xảo trá, xảo sự, gian tham. Mấy chuyện này thì mình thấy rất là thường luôn, ở bất cứ tiệm nail nào cũng có. Trong đây còn có một người nữa, tên là mình cũng được lấy cái tên Việt Nam ha. Mình lấy cái tên Mỹ đi, đặt cái tên Mỹ, đặt tên gì đây? Bakery đi, Bakery đi. Mình đặt tên Bakery đi. Rất là bạn thân của cái cô Kimberly này á nghe, rất là nhỏ nhen, bần tiện nữa, 5-10 đồng á cũng ăn gian người ta. Nhiều khi á quý vị biết không, làm trong tiệm này á, ví dụ mà nó không xảy ra chuyện gì, nếu mà chúng ta đều biết việc của ai thì người đó nấy làm, và tới phiên ai người đó nấy làm. Ở Mỹ này làm việc thì người ta gọi là turn, turn của mình tới turn người này, tới turn người kia. Cũng giống như là mình đậu xe, mình bắt Grab là tài nhất, tài nhì, tài hai, tài ba gì đó quý vị, đại khái. Ví dụ mà bất cứ ai mà cũng biết cái lý tới cái turn mình làm của người ta thì để cho người ta,
thì không bao giờ có chuyện gì xảy ra. Vậy có cái vấn đề là lắm la lắm lét tới cái thên của người ta cũng giành, giả bộ giành giật, còn rồi đại khái như là những cái những người khách mà không phải của mình á cũng giả bộ lâm le bước tới nói chuyện chào hỏi hai ba câu, rồi cái hỏi mày có muốn tao làm hay không. Nhiều khi khách nó vô nó chờ thì nó cũng hơi lâu, chờ cái người thợ của họ cũng hơi lâu, người thợ của họ bận cho nên họ cũng ok rồi cái bắt khách của người ta vô làm, cho nên nó xảy ra những cái chuyện đó, nó ồn ào trong tiệm. Hoặc là chưa tới cái thân mình cũng giả bộ đi ra, cũng giả bộ bắt lên làm, là mà người ta bắt được á, người ta nói chưa tới thên của Du mà tại sao mà Du bắt. Ồ vậy hả, lỡ rồi thôi, thôi lỡ là thôi làm luôn đi nghe. Đó là như vậy. Hoặc là thí dụ người ta kêu kêu mình làm nhưng mà chưa tới cái thên mình làm, thí dụ cái người đó là đứng